trôi lững lờ ngoài nắng. Ngày chưa đi sau gió vương, bờ xanh ngát bóng đôi cây thủy dương. Suối ơi, ôi muôn yêu mến, còn ghi khi bóng ai tìm đến. Với tháng năm xin còn nhớ tới người, trong chiều nào giữa chốn đây hồn cầm lắng tiếng đời. Suối ơi, nghe rừng heo hú, dòng êm đưa lá khô còn như lưu hương yêu dấu. Với suối xưa trôi nơi đâu, tiếng ai hát chiều nay vang lừng trên sông. Nhớ lưu nguyện ngày xưa là người đào quyền, kia đường lên tiên, kia nguồn hương duyên theo gió tiếng đàn giao duyên, tiếng tơ lưu luyến mấy cung huyền, mấy cung chiều mến như nước reo màn thuyền. Âm ba thoáng rung cánh đào rơi, nào nào bầu tiên khói phủ quanh trời, lênh đênh dưới hoa chiếc thuyền nan, quê hương dần xa lớp núi ngàn, bâng khuâng treo khua nước ngọc tuyền. Ai hát bên bờ đào nguyên, thiên thai chốn đây hoa xuân chưa gặp bướm trần gian, có một mùa đào xong ngày tháng chưa tàn qua một lần. Thiên thai, chúng em xin dâng hai chàng trai đào
khúc nghe thương nay ta cùng mùa vui bày tiên theo đàn. Đèn soi trăng êm nhạc lang tiếng quyền nơi đó nỗi lòng sao duyên. Này khúc bồng lai là cả một thiên thu trong tiếng đàn chơi vơi. Đàn xui ai quên đời dương thế, đàn non tiên đàn khao khát khúc tình duyên. Thiên thai ánh trăng xanh mơ tan thành ruồi trần gian, ái ân thiên tiên ai ngờ phút mê cuồng đến một lần. Gió trầm tiếng ngờ tiếng quay son lặng xa, lẽ chi ngày xưa đó để sẽ buồn lòng ta. Đào nguyên trước lưu nguyên quên chân hoàn, bụng bầy thiên đàn ca bao năm nhớ quê chiều nào xa khơi, chắc không đường về tiên nữ ơi. Gió hát trầm tiếng ca tiếng quách giòn lắng xa, nhắc chi ngày xưa đó để sẽ buồn lòng ta. Đào nguyên trước lưu nguyên khi trở về, tìm đào nguyên nơi đâu. Mỗi khi chiều tà trăng lên, tiếng ta còn rền trên cõi tiêu. Và thưa quý vị, trong 35 năm để có một thiên thai bằng âm nhạc thì đó là cả một hành trình đầy vất vả của người nghệ sĩ. Và đêm nay chúng tôi xin được mời tất cả anh chị em nghệ sĩ có mặt trong chương trình. Xin mời nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chín, xin mời nữ ca sĩ Minh Thu, xin mời đạo diễn chương trình nhạc sĩ Nguyễn Quang. Và anh cũng là một người pianist rất là nổi tiếng. Xin mời pianist Phạm Ngọc Khôi. Xin mời nghệ sĩ Acoust Nguyễn Xuân Hòa. Và thưa quý vị, đêm nay chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã có mặt tại đây để chia sẻ một dịp vui đặc biệt với một người nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến. Còn bây giờ, cho phép chúng tôi xin cảm tạ đơn vị tổ chức sản xuất là công ty Thủy Nguyễn, và đặc biệt xin cảm tạ sự hiện diện của quý vị tại đây đêm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.